bảy diệu pháp tín, tàm, quý, đa văn, tinh tấn, chánh niệm và trí tuệ. Đấy là thành tựu được cả bảy cái pháp ấy. Bảy cái pháp ấy cần phải được rèn luyện, cần phải được tu tập. Thì cái rèn luyện tu tập như thế nào để nó thành tựu được đức tin, đó là luôn luôn niệm ân đức Phật, thì đức tin sẽ được củng cố, đức tin sẽ được tăng trưởng. Vậy thì cái người nào thấy đức tin của mình yếu thì niệm ân đức Phật cho nhiều thì đức tin sẽ thành tựu tăng trưởng. Tàm quý thì làm sao nó thành tựu, đó là mình luôn luôn biết sợ hãi những cái nỗi lầm, thì nó sẽ thành được cái tàm quý. Và đa văn thì nghe pháp, học giáo pháp nhiều. Còn tinh tấn thì mình phải nỗ lực đoạn trừ những cái ác ở thân khẩu ý, thành tựu những cái thiện ở thân khẩu ý nhiều. Thì thế là tinh tấn, cái người nào nỗ lực thực hành thiền là nó đang tăng trưởng được cái tinh tấn. Cái người nào cứ thực hành thiền nhiều thì tinh tấn nó sẽ tự động nó tăng trưởng. Và trong cái sự thực hành thiền thì nó sẽ tăng trưởng được chánh niệm, và trong sự thực hành thiền nó sẽ tăng trưởng trí tuệ. Vậy thì cái người nào nỗ lực thực hành thiền thì nó sẽ thành tựu được cả bảy cái diệu pháp này. Đức tin nó sẽ tăng trưởng theo cái pháp hành ấy, tàm quý nó tăng trưởng theo pháp hành ấy, cái sự đa văn tinh tấn, niệm và định nó cũng dần dần nó tăng trưởng lên. Vậy thì cái nỗ lực thực hành thiền nhiều thì những cái pháp ấy nó đều tăng trưởng lên. Đấy là những cái đức tính về thành tựu được bảy diệu pháp này. Rồi đến cái đức tính của ấy cùng mà Tôn giả Ananda muốn nói rằng, vị này Mahanama, thế nào vị thánh đệ tử hiện tại nạc chú bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc không phí sức. Ở đây vị ấy ni dục, ni áp, bất thiện pháp chứng và an chú thiền thứ nhất một trạng thái ý niệm, do ni dục sinh có tầm, có tứ, rồi diệt tầm tứ chúng và an chú thiền thứ hai một trạng thái ý niệm, do định sinh ung tầm, ung tứ nội tỉnh nhất tâm, rồi ni hỉ chú giả chánh niệm tỉnh giác chứng và an chú thiền thứ ba, giả nạc giả khổ diệt thì yêu đã cảm thọ trước, vị ấy chứng và chú thiền thứ tư không khổ không nạc giả niệm thanh tịnh. Như vậy là vị thánh đệ tử thành tựu nạc chú bốn thiền được tăng thượng tâm, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc và chứng đắc không phí sức. Thì cái người nào dễ dàng thành tựu được bốn tầng thiền, dễ dàng mà có thể chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền này, chính là thành tựu được những cái đức tính ở bên trên, tức là thành tựu được cái giới hạnh, thì là cái yếu tố thứ nhất để hỗ trợ cho cái việc thành tựu chứng đắc các tầng thiền. Hộ trì các căn, sống hộ trì các căn, xa lìa những cái nơi ô nhiễm bất thiện là cái yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba là vị ấy cần có chánh niệm tỉnh giác trong mọi cái oai nghi đi đứng nằm ngồi, và vị ấy gột rửa tâm trí khỏi năm triền cái. Rồi cái thành tựu bảy diệu pháp nữa. Yếu tố tiếp theo là vị ấy có đức tin mạnh mẽ, có tàm, có quý, có đa văn, có tinh tấn, có chánh niệm và có trí tuệ nữa. Đấy là những cái đức tính để hỗ trợ. Cái người nào có đầy đủ những cái đức tính ấy thì dễ dàng thành tựu và chứng đắc các tầng thiền một cách không khó khăn, chứng đắc không mệt mỏi và không phí sức. Thì bởi vì là vị ấy đã có được những cái bước chuẩn bị, hay là có được cái nền tảng tốt rồi, thì cái sự thành tựu ấy nó cũng rất là dễ dàng. Thì mục đích của mình thực hành những cái pháp về giới hạnh, về hộ trì các căn, về chánh niệm tỉnh giác ấy, là đấy gọi là cái giới hạnh. Rồi những cái giới hạnh ấy nó làm nền tảng để nó thành tựu được cái định hạnh, rồi cái định hạnh ấy nó làm nền tảng để nó thành tựu được cái tuệ hạnh. Thì vị ấy chứng đắc được tứ thiền này Mahanama, một vị thánh đệ tử thành tựu giới hạnh như vậy, hộ trì các căn như vậy, biết tiết độ trong ăn uống như vậy, chú tâm cảnh giác như vậy, đầy đủ diệu pháp như vậy, thành tựu được tứ thiền thuộc tăng tượng thâm như vậy, chứng đắc không khó khăn, không mệt nhọc, không phí sức như vậy, vị thánh đệ tử ấy được gọi là đang đi trên con đường hữu học, có chứng không bị hư hoại, có khả năng phá vỡ, có khả năng giác ngộ, có khả năng chứng đạt vô thượng an ổn và các ách phước. Tức là khi nào một cái người mà có được đầy đủ những cái đức hạnh như vậy, có giữ giới thanh tịnh, hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống, có chánh niệm tỉnh giác và đã thành tựu được các tầng thiền rồi,
thì cái con đường ấy sẽ đi đến sự giác ngộ, đi đến giải thoát, đi đến niết bàn một cách rất tự nhiên, cho dù người ấy không có mong cầu thì cái con đường ấy, đạo độ ấy nó cũng đi tự động, nó đi đến giác ngộ giải thoát được. Giống như là một cái quả trứng không bị ung thì chắc chắn nó sẽ nở ra một con gà con. Như vậy một cái con gà mẹ ấp trứng một cách đúng cách, ấp ủ trứng không sai nào, thì đến ngày đến giờ cái quả con gà ở trong quả trứng ấy nó sẽ đạt vỡ cái vỏ trứng, nó chui ra ngoài được. Như vậy một cái người mà thực hành đúng những cái đức hạnh như vậy, những cái đạo hạnh như vậy, thì cái con đường đạo nộ ấy nó sẽ đạp vỡ được cái vỏ vô minh, hay là nó sẽ xuyên thủng được cái mây mờ vô minh, và nó sẽ đi đến cái thành tựu được cái minh, thành tựu được cái trí tuệ giác ngộ được. Đấy là một cái cách để ví dụ cho cái con đường tu tập như vậy. Này Mahanama, ví như có 8, có 10 hay 12 trứng gà được gà mái khéo ấp, khéo ủ nóng, ấp dưỡng, dầu cho con gà mái ấy không khởi nên ý muốn mong rằng các con gà con của ta, sau khi vỡ vỏ trứng với móng chân hay với mỏ của chúng thoát ra ngoài một cách an toàn, con gà con ấy sau khi phá vỡ vỏ trứng với móng chân của chúng, nó có thể thoát ra ngoài một cách an toàn. Cũng vậy, một vị thánh đệ tử thành tựu giới hạnh như vậy, hộ trì các căn như vậy, tiết độ trong ăn uống như vậy, có chánh niệm tỉnh giác như vậy, thành tựu được 7 diệu pháp như vậy, thành tựu được 4 thiền chứng như vậy, thì vị thánh đệ tử ấy được gọi là đi trên con đường hữu học. Vị ấy như quả trứng không bị hư hoại, có khả năng phá vỡ, có khả năng giác ngộ, có khả năng chứng đạt vô thượng an ổn khỏi các ách phược. Thì vị đấy là một cái vị, nếu như cái vị ấy là một cái vị phàm phu mà đầy đủ được những cái đức hạnh như vậy thì sẽ nhanh chóng chứng được những cái pháp của bậc hữu học, hay một bậc hữu học mà có đầy đủ những cái đức hạnh như vậy thì sẽ nhanh chóng thành tựu được cái pháp của bậc vô học. Đấy, vì cái con đường đạo độ ấy, dù vị ấy không mong cầu, không mong muốn, nhưng thực hành như vậy thì nó sẽ tự động đi đến, nó sẽ tự động thành tựu cái đạo quả giác ngộ. Mà vị đấy không nhất thiết là cứ phải khởi nên cái tâm mong cầu, mong sao ta chứng đạt, mong sao cho chứng đắc. Vị ấy chỉ dừng lại ở cái sự cầu mong, cầu nguyện, thì đó là cái pháp của cái người đời thế gian. Người ta cứ muốn được phước nhưng người ta lại tạo tội, người ta không tạo phước, người ta cứ cầu hoặc phước, cứ phước. Cũng như vậy, có những người không chịu bỏ cái công phu, không chịu bỏ cái sự tu tập, không rèn luyện cái giới đức, cái đức hạnh của mình, nhưng lại cứ cầu mong làm sao chứng được đạo quả, cầu mong làm sao thoát khổ đau, cầu mong làm sao chứng được niết bàn, thì cái sự cầu mong ấy là vô ích. Còn một cái người ta nỗ lực thực hành, người ta chẳng cần cầu mong gì cả, thực hành cho đúng cách, cho đúng pháp, thì cái sự thực hành ấy nó sẽ tự động ra quả. Thì đấy là cái ý nghĩa như con gà ấp trứng. Rồi này Mahanama, vị thánh đệ tử khi thành tựu như vậy, vị ấy có thể chứng được vô thượng xả niệm thanh tịnh này, vô thượng được cái tâm định tĩnh, gọi là cái tâm thanh tịnh xả niệm đấy. Vị ấy có thể nhớ đến các đời sống quá khứ sai biệt như một đời, hai đời, 10 đời, 20 đời, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp ấy. Nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và chi tiết. Sự phá vỡ thứ nhất của con gà ra khỏi vỏ trứng, đấy là một cái sự phá vỡ được. Tức là nếu như vị ấy thành tựu được 4 thiền thuộc tăng thượng tâm ấy, mà cứ tiếp tục phát triển cho những cái pháp thiền đấy nó thâm sâu mạnh mẽ lên, thì vị ấy có thể nhớ lại được các kiếp sống quá khứ. Đấy là một cái thành quả, đấy là một cái thành tựu thứ nhất, như là một cái con gà nó phá vỡ được một cái vỏ trứng thứ nhất. Đấy là một cái sự thành tựu được một cái pháp thù thắng. Này Mahanama, vị thánh đệ tử khi chứng được vô thượng giả niệm thanh tịnh ấy, với cái tâm định tĩnh thuần tịnh siêu nhân ấy, vị ấy thấy sự sống chết của chúng sinh, biết rõ ràng chúng sinh người hạ nhiệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ tốt xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của trứng. Đây là sự phá vỡ thứ hai của con gà ra khỏi vỏ trứng. Đấy là cái thành tựu được cái tuệ hạnh thứ hai.
Rồi vị ấy, vị thánh đệ tử với cái tâm định tĩnh thuần tịnh siêu nhân như vậy, vị ấy đoạn trừ các nậu hoặc tự mình ngay trong hiện tại, với thắng trí chứng ngộ chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô nậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đấy là sự phá vỡ thứ ba của con gà ra khỏi vỏ trứng. Thế là vị ấy thành tựu được cả tam minh. Đấy thì cái vị thánh đệ tử. Và nếu mà tiếp tục nỗ lực thực hành những cái pháp như vậy thì có thể thành tựu túc mạng trí, thiên nhãn trí và nậu tận trí. Thì cái túc mạng trí thì nhờ cái thiền định, năng lực của thiền định thâm sâu, thiên nhãn trí cũng vậy, nhờ năng lực thiền định thâm sâu. Nhưng mà để thành tựu được nậu tận trí thì vị ấy phải thực hành bốn cái pháp. Đó là tuệ chi, thế nào là khổ, thế nào là nhân sinh nơ khổ, thế nào là sự diệt khổ, thế nào là con đường đi đến diệt khổ. Thì vị ấy mới có thể thành tựu được cái nậu tận này. Là do vị ấy thực hành những cái thiền tuệ, phân biệt ra được thân nam uẩn này, danh sắc này, rồi thấy được các cái pháp duyên khởi, thấy được tính sinh diệt, vô thường khổ vô ngã của nó. Vị ấy mới diệt trừ được cái tham ái ấy, và mới đi đến cái sự đoạn trừ được các nậu hoặc, năm thượng phần kiết sử, năm hạ phần kiết sử đều được đoạn trừ. Thì vị ấy mới có thể chứng đạt ngay trong hiện tại, với thắng trí chứng ngộ chứng đạt ngay, vô nậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đây là sự phá vỡ thứ ba của con gà ra khỏi vỏ trứng. Này ma na ma, vị thánh đệ tử thành tựu giới hạnh như vậy là thuộc về hạnh đức của vị ấy. Thế là đến cái lúc này thì Đức Phật phân tích về thế nào là đức, thế nào là minh và thế nào là hạnh. Thì với một cái người giữ giới thanh tịnh viên mãn như vậy thì đấy là hạnh đức. Mà vị nào hộ trì các căn như vậy là thuộc về hạnh đức của vị ấy. Thế là khi mình sống có cái sự hộ trì phòng hộ các căn, đó cũng là một cái đức hạnh. Vị nào sống tiết độ trong ăn uống như vậy cũng thuộc về hạnh đức của vị ấy. Và vị nào chánh niệm tỉnh giác như vậy là thuộc về hạnh đức của vị ấy. Vị nào thành tựu được bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc không khó khăn, không mệt nhọc, không phí sức như vậy cũng thuộc về hạnh đức của vị ấy. Thì đấy là những cái đức hạnh, chứ chưa phải là trí đức. Còn đến vị thánh đệ tử nào nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời, mười đời, hai mươi đời, nhiều đại kiếp, nhiều thành kiếp như vậy thì đấy là thuộc về trí đức của vị ấy. Đến khi mà thành tựu được, cho nên tại sao gọi là túc mạng minh chứ không gọi là túc mạng trí, túc mạng đức hạnh. Một cái người nào nhớ lại được những cái đời sống quá khứ, đấy được gọi là một cái chi kiến thủ thắng, đấy được gọi là trí tuệ, đấy được gọi là tuệ giác, đấy được gọi là tuệ đức. Cho nên đấy được gọi là minh, túc mạng minh. Là nhớ lại được cái đời sống quá khứ, cái này rất là thù thắng, vì vì ấy đoạn trừ được những hoài nghi, đoạn trừ được những kiết sử, những phiền não nhờ nhớ lại được các kiếp sống quá khứ như vậy. Nhưng mà nếu người chưa thấy các kiếp sống quá khứ thì những cái hoài nghi về nghiệp, về quả của nghiệp, về luân hồi tái sinh nó vẫn còn, và cái niềm tin về nhân quả là nó có nhưng nó không cao, nó không mạnh. Còn những người thấy được những kiếp sống quá khứ thì cái niềm tin về nghiệp và quả của nghiệp nó mới như thật, và vị ấy mới không còn những cái hoài nghi là mình có kiếp trước hay không, có nhân quả của những cái hành động thiện ác hay không. Vì khi nào mình thấy được đời sống quá khứ thì mới thật sự hết những hoài nghi ấy. Còn khi nào chưa thấy thì cái hoài nghi ấy nó vẫn còn. Rồi vị thánh đệ tử thấy sự sống chết của chúng sinh, biết rằng một chúng sinh chết chỗ này, sinh về chỗ kia tùy theo hạnh nghiệp của vị ấy, thì cái này cũng thuộc về trí đức của vị ấy. Tức là một cái vị mà có thiên nhãn trí thì biết được một cái chúng sinh chết sinh vào địa ngục là do nhân gì, sinh về cõi thiên giới là do nhân gì, sinh lại làm người là do nhân gì, ngã quỷ súc sinh là do nhân gì. Tức là vị ấy có thể thấy được cái nghiệp và quả của nghiệp của những chúng sinh khác. Còn túc mạng trí là thấy được nghiệp và quả của nghiệp của cái bản thân mình. Còn túc thiên nhãn trí là thấy được nghiệp và quả của nghiệp của những chúng sinh khác, thấy một cách như thật rõ ràng như vậy. Thì đấy được gọi là cái chi kiến như thật, chánh trí như vậy, không còn hoài nghi về nghiệp và quả của nghiệp của các chúng sinh nữa. Thì đấy được gọi là thiên nhãn trí hay là thiên nhãn minh. Và đến cái vị ấy, vị thánh đệ tử đoạn trừ được các nậu hoặc, tự mình ngay trong hiện tại với thắng trí chứng ngộ chứng đạt, vô nậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát.
thì cái này cũng thuộc về trí đức của vị ấy. Như vậy, này Mahanama, vị thánh đệ tử được gọi là minh hạnh cụ túc. Minh cụ túc và hạnh cụ túc và minh hạnh đều đầy đủ. Là khi nào một cái vị mà có đầy đủ tất cả những cái đức tính như vậy thì mới được gọi là một bậc minh hạnh túc. Nên là có một cái ân đức của Đức Phật, Đức Thế Tôn là bậc minh hạnh túc. À, minh hạnh túc là cái gì? Thì đấy, đấy là những cái hạnh là như vậy, giới hạnh như vậy, hộ trì các căn như vậy, tiết độ trong ăn uống như vậy, có cái chánh niệm tỉnh giác như vậy, và có các chứng được các cái tầng thiền sắc giới vô sắc giới như vậy, đấy mới chỉ là đức hạnh thôi, chứ chưa phải là minh. Còn khi nào vị ấy có túc mạng minh, có thiên nhãn minh và có nậu tận minh, túc mạng trí, thiên nhãn trí, nậu tận trí, thì đấy mới gọi là trí tuệ, đấy mới gọi là minh. Thì một bậc có được cả minh và hạnh là có cả những cái đức hạnh như vậy và có cả những cái chi kiến, những cái trí tuệ thủ thắng như vậy. Thì học ở đây thì mình biết được rằng là mình đã có minh chưa, mình có hạnh chưa, hay là một người như thế nào mới được gọi là người có trí tuệ, người như thế nào mới là người có minh. Vì minh nó diệt trừ cái vô minh. Vậy thì giới nó không diệt trừ được vô minh, hộ chỉ các căn chưa diệt trừ được vô minh, tiết độ trong ăn uống chưa diệt trừ được vô minh, chứng đắc các tầng thiền sắc giới vô sắc giới chưa diệt trừ được vô minh. Nhưng một cái người đấy thành tựu được túc mạng trí là bắt đầu diệt trừ được cái kiết sử về hoài nghi, là diệt trừ được một phần vô minh, chứng được thiên nhãn trí cũng vậy, nó sẽ diệt trừ được những cái hoài nghi ở mức độ cao hơn, và vì đấy có cái niềm tin cao hơn nữa, đấy cũng là diệt trừ được cái vô minh. Và nậu tận trí là thấy ra được các cái sự thật về bốn sự thật, thì nó diệt trừ hết tất cả những cái vô minh còn dư sót lại, thì chỉ có ba cái này nó mới diệt trừ được hoàn toàn vô minh. Vậy thì đấy mới được gọi là minh, minh là tam minh. Còn hạnh thì có rất nhiều hạnh, từ thấp đến cao, những cái đức hạnh bắt từ cái lúc học pháp và thực hành pháp thì đều là những cái đức hạnh, cho đến khi chứng đắc được những cái pháp thượng nhân thủ thắng ấy mới được gọi là những cái minh, mới được gọi là trí. Rồi này Mahanama, Phạm Thiên Salakumara và có nói lên một cái bài kệ như sau: chúng sinh tin giai cấp, vương tộc là tối thượng, vị minh hạnh cụ túc tối thắng ở nhân thiên. Đối với những cái chúng sinh bình thường thì một vị vua là được coi là cao quý nhất. Đối với một cái người đời người thường ấy thì người ta luôn luôn nhìn vào cái vị vua đấy và người ta ngưỡng mộ, hay người ta tôn sùng, hay người ta kính trọng, hay người ta kính phục, hay người ta kính nể, hay người ta quy thuận theo cái vị vua đấy, vì cái uy quyền của vị vua đấy, và người ta cho rằng cái vị vua đấy là tối thắng, chúa tể ở cái cõi nhân gian này. Nhưng đối với một cái bậc trí tuệ thì lại coi là một cái bậc nào có minh hạnh này mới là tối thượng, còn hơn cả những cái bậc chúa tể ở cõi nhân gian, hay là một cái bậc có minh hạnh này còn cao hơn cả những cái bậc là chúa tể ở cõi thiên giới, dù là vua cõi trời hay vua cõi người. Cũng bình thường, vì vị ấy vẫn còn vô minh. Nhưng một cái bậc có minh hạnh, có những đức hạnh và có những trí tuệ như vậy thì tối thượng, tối thắng ở cả cõi trời và cõi người, cao hơn cả cõi trời cõi người. Này Mahanama, bài kệ ấy được Phạm Thiên Salakumara khéo hát, không phải vụng hát, khéo nói, không phải vụng nói, có ý nghĩa, không phải vô nghĩa, và Đức Thế Tôn ấn khải. Là cái bài kệ mà vị Phạm Thiên nói nên được Đức Thế Tôn hoan hỉ, chấp nhận, tán thán.